xin được kính chào các bác người hâm mộ cây cối. Thì cũng phải độ nửa tháng nay, gần tháng nay rồi thì mới ra lại cái khu vực bà Vững bà Mừng, cái khu vực cuối chợ các bác, là các bà ấy mà bày cây ở đây, có cái vườn ở đây này đấy. Thì cũng thi thoảng cũng đi qua nhưng mà nó không có cây mới, không có cây mới. Hôm nay vào thì thấy nó có một số cái cây mới lên thì quay cho bác xem. Thực tế tôi cũng không thích những cái gu cây như này lắm, nó thuộc phù hợp với nhà vườn hơn. Tôi thì cứ mini thôi, thì quay để phục vụ đại chúng mà, phục vụ các bác. Hôm nay quay vườn nhà bà Mừng, và nếu mà tí nữa bà Vững có những cây mới thì quay cho bác xem đấy các bác ạ. Cứ giá rồi thì tôi cũng gặp thì gặp chủ thì mới hỏi thôi, chứ không gặp thì cũng không hỏi được, cũng tiện. Mình chỉ tranh thủ chớp nhoáng qua tí thôi. Đấy, có thấy chủ chiếc gì đâu. Mà còn các bà ấy thì còn mấy nơi mấy chốn cơ. Bây giờ để quay các bác xem. Đầu tiên là tôi đi từ trong vườn đi ra, tôi đi một vòng và thấy cây mới tôi mới quay. Cây mới. Trong này thì có cái cây túc. Cây túc nhưng mà không vào được, nó rất là vướng. Các bác thông cảm, nó quay nó hơi bị rung tay với thiết bị, nó còn kém các bác. Nó tay mình dùng đây, kết thúc một thôi. Các bác đến thì xem, khó chui vào đây gai hoa hồng nó thào cho thôi. Một số cây miền Nam, phong cách miền Nam, trà khúc kiến này, linh sam và đang quay lại có điện thoại đấy, đang bảo là một dãy hàng miền Nam đây, một dãy hàng miền Nam linh sam me và cây găng tu hú, găng tím này. Thì đây cây trà phúc kiến này, cây khá là già đây. Ngày xưa thì tôi thực sự các bác là nó phù hợp với đại chúng, tức là rất là nhiều tầng lớp khách hàng, chứ cây nào cũng có khách mua cả mà đấy. Thì ai cũng mua như thợ thì họ bán bằng cái gì, họ sống bằng cái gì, đúng không? Đấy, thì ai thấy phù hợp thì ra mua thôi. Đấy, thì cây trà phúc kiến nó khá là hay. Ra à, các bác nhá. Thế là quay này thì nó cũng khó đấy, cứ phải đến trực tiếp mà xem. Có cây mà tầm 8 triệu đổ lại thì nhiều khi mua qua loa được, chứ còn trên chục triệu, tầm 8 triệu trở lên thì nên ra trực tiếp xem các bác. Trực tiếp xem đấy, cây răng tụ hú. Tôi không biết giá đâu, cũng không thấy bà chủ đây đâu nhá. Nếu thấy tôi sẽ hỏi. Cây găng thu hú to, cây đinh sang. Đây là hình như là cũng cây túc phải. Cây túc dây dợ rất là bị ăn rồi. Người ta chỉ thương mại thôi mà các bác, chứ không phải là người làm cây. Đấy, cây găng tu hú, cây này nó có hoa nhé, có lạ, có gai, cũng dòng có gai và có hoa, có quả. Đây, cây nó khai thác về nó như vậy thôi, bình thường. Đó. Nhìn này, các bác nhìn đất là quét biết là nó ở đâu ra nhé. Chí là phải miền Trung trở ngược nhé, nó mới nhiều cát đây này, đất trồng còn cát đây, miền Trung miền Nam, chỗ miền Trung. Cái si tai chuột, si búp đỏ và rắn cổ các nhé. Rất là già, các bác nào hợp với dáng cổ thì chơi nhỉ các bác nhỉ. Bây giờ cứ cảm giác thèm cái đoạn ngắn này mà đầy đủ tán này, cái lêu nghêu này là không khoái, đúng không các bác? Các bác nó công nhận không? Cây giờ nó cũng bị đô thị hóa rồi, chung cư hóa rồi các bác đó. Thấy đúng không? Chứ ai cũng có điều kiện nhà vườn để mà chơi cây to đâu. Linh sang đây cũng đang tu hú này. Phiên trước tôi cuối tuần tôi nghỉ, tôi
về quê Thái Bình ấy, về quê vợ, không ra chợ được, không biết ông ấy chợ có gì không. Mai Triệu Thủy, đây có cây này thì thân rất là nu cục này. Chết nu cục, chắc cây này cũng tầm là và ai quát thì cũng tầm là quanh loanh quanh chục, thậm chí là nhiều hơn, tùy cây, tùy cái độ phán của người ta thôi, chứ người ta mua nhập vào bao nhiêu mình không biết được. Gỗ chắc đấy, cái khế mưa gió cái cây nó xanh tốt, các bác nhìn thấy cái cây tùng tán tầng này khá là hay, lùn tán tầng khá hay, rất đầy nhá, bị ngược sáng các bạn đấy, cái lùn tán tầng này, tùng tán tầng to lắm, cái này thì cổ như dáng búp măng ấy. Không biết là cái ngọn của nó có bị cắt giật cụt một lụt không, nhưng mà thấy nó cũng hay đấy. Tất nhiên không phải gu của mình, với nó cũng rậm rạp không quay được. Cái me ở đầu đằng kia có mấy cái me quả chít chít các bác, dã man luôn. Đó, me. Tí nữa tôi còn ra đi lấy cái cây làm đá, cây si tay chuột tôi đi làm đá ngoài anh Tân. Đấy cũng cây túc cây suộc gì đấy đây, nhưng mà thân nó đỏ đỏ nên có phân biệt. Đây, cây me. Một số cây xanh này thì là cũ rồi các bạn. Cây này quả tiết rất hay, nhưng dáng thế thì bây giờ sửa thì khó, chơi thế này thôi, sửa đi thì cây này khó. Gọi là đừng bác phù hợp với bác nào không quá cầu kỳ, chỉ cần có một cây có dáng thế và chơi trong nhà, thế là chơi cây này được. Cầu kỳ quá thì khó chơi lắm, khó tìm cây. Mùa này bắt đầu mùa hoa mai Triệu Thủy các bạn. Cây đề trắng này. Đề trắng. Mùa này bà về quý con cho nên không có ở đây. Mai Triệu Thủy. Đây, mùa hoa mai Triệu Thủy đây. Hoa mai Triệu Thủy. Phi Lào. Đấy, phi Lào này, kia nào. Phi Lào tôi ở nhà tốt u, vừa nãy tôi vừa ghé qua vườn. Ở nhà chút xong rồi thì lên luôn, lấy một số giấy tờ lên có tí việc. Đây luôn. Đây, cây me trực này cũng hay. Cây này khỏe khoắn. Me trực. Cây này khá hay, nhưng mà to. To. Đây, cây me nữa, cũng cái cùng cái dáng, cùng một người làm thì này. Cùng một người làm. Đấy, các bác nhìn. Lào khiếp, lào to hơn thân người. Đây, tôi định chắc bản này là trung hộ, không phải bản mình đây. Cái gỗ chắc, to lắm, to chả bá luôn cái gỗ chắc.
Bà mừng đấy, bà không bán à chị? Cái cây me mà nhiều quả này thì bao nhiêu tiền đấy chị? Đây 40, còn cây kia 40-50. Các cây này thì rẻ hơn nhỉ? Ai à, toàn 35-40 hết đúng không? Giống giống to to này thôi. 40, đây là có quả 50. Đấy, đây này, nhiều quả lắm. Thấy chưa? Thử thích không? 40 triệu. Chắc cao độ chưa được 2 mét, nếu mà tính cả chậu thì được 2 mét. Đây, cái chậu. Rất nhiều me đây, hoàng hoàng cái này me phi lao đợt này, hai bà đua nhau me với phi lao, bà đua nhau me phi lao, hai bà đều là người nhà và nhà đều có việc đều về hết và mừng với bà Vức ấy. Đó. Đó. Phi lao được tinh xếp quả 50 triệu này. Nhiều quả thế em. Đây này, nhiều quả vô cùng. Tắm mè thật. Đấy. 50 triệu này. Quả từ ngọn xuống đây. Chắc nó rụng đi nhiều ấy, chín đây. Nóng bánh kẻ đây. Đấy. Hai ngô nóng bánh kẻ đây. 50. Cái này là cho vào cái khay thì đẹp.